Trấn Thành ghen khi Harry Won ôm trai lạ để chống mắt lên coi hạnh phúc được bao lâu. Những ngày qua, Harry Won liên tục thả thính về sản phẩm mới trên fanpage chính thức của mình sau 2 năm im ắng. Bên cạnh đó, hình ảnh mới của Harry Won cùng một chàng trai với kiểu tóc húi cua điển trai do một fan ruột chia sẻ khiến cộng đồng mạng người hâm mộ tò mò không kém. Để ủng hộ tinh thần cho bà xã, mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã share ảnh Harry Won ôm bạn diễn Dương Cường với dòng chia sẻ đầy giỏi hơn. Ôi là cả bầu trời nữa chứ, ngày thì rơi lệ, tối nay về cho ngủ phòng khách, lúc đó mới biết thế nào là rơi lệ, tôi chóng mắt lên coi các người hạnh phúc được bao lâu. Trấn Thành lại lầy lội khi chia sẻ MV của vợ kèm đầy nhắn độc khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Đứng trước cách ủng hộ của bà xã đầy đáng yêu của Trấn Thành, khán giả không còn cách nào khác ngoài phì cười và tán dương cho sự thông cảm của anh với công việc của bà xã. Phản ứng của khán giả khi Diệu Nhi lầy lội khen ngợi anh Tú đẹp trai lắm, trắng, thơm và ngon. Nổi tiếng với những vai diễn hài hước cùng tính cách có phần tưởng tượng trên màn ảnh cũng như các nhân vật thể hiện trên sân khấu kịch, nhiều khán giả đoán ra rằng sẽ rất hiếm người phù hợp với tính cách của Diệu Nhi. Nhưng bất ngờ hơn, ngoài đời cô có một mối tình rất đẹp với một chàng trai ngoại hình sáng. Người này không ai khác đó là chính nam diễn viên anh Tú. Diệu Nhi và anh Tú là những diễn viên trẻ đều bước ra từ sân khấu kịch và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng. Cả hai hẹn hò được hơn 2 năm và mối tình của họ cũng bắt đầu khi làm việc chung nơi. Tuy nhiên có thời điểm cặp đôi liên tiếp vướng nghi vấn chia tay. Dù vậy hai nhân vật chính cũng không có lời phản hồi nào về tin đồn này. Họ từ chối nói đến việc cá nhân và mong muốn khán giả nhớ đến mình bằng các sản phẩm nghệ thuật hơn là mối quan hệ tình cảm. Mới đây nhất cả hai đã có chuyến lưu diễn nước ngoài với các đồng nghiệp nhưng đều né tránh chia sẻ hình ảnh với nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong phần giao lưu với khán giả tại Mỹ, ngay khoảnh khắc giới thiệu phần trình diễn của anh Tú thì nữ diễn viên đã rất hào hứng. Cô không cho Thuận Nguyễn nói tên nhân vật này mà chỉ tiết lộ anh đến từ phim Gia đình là số 1. Chẳng những thế, Diệu Nhi còn nói về người này với những từ như đẹp trai lắm, trắng, thơm và ngon. Lời miêu tả của cô đã khiến khán giả không khỏi bật cười. Và không ai khác, người ra sân khấu với diễn chính là anh Tú. Thời gian qua, ngoài việc diễn kịch thì anh còn lấn sân sang ca hát. Còn trong hậu trường thì cặp đôi này cũng dính như Sam và tất cả chi tiết đủ để chứng minh chuyện tình cảm của họ vẫn rất mặn nồng. Cái kết của Lâm Vĩ Dạ khi lên tiếng bên vực các phượng yêu cầu Artifan cầm hồng. Thời gian qua, cộng đồng mạng khắp nơi thấp thỏm hoang mang trước tin đồn giữa các phượng và tình trẻ Kiều Minh Tuấn đã tan vỡ. Và khi ấy mọi chuyện ngọt ngào hơn khi anh và An Nguyên công khai chuyện tình cảm với nhau sau khi kết hợp cùng một dự án phim điện ảnh. Đến hôm 14 tháng 10 sau khi kết thúc đợt phim thì các phượng và Kiều Minh Tuấn đã có một buổi gặp gỡ riêng với truyền thông để chia sẻ chuyện tin đồn vừa qua. Tại đây, cặp đôi cũng gửi lời xin lỗi các khán giả đã yêu mến họ trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt, cả hai đều gửi lời xin lỗi chân thành đến nhà sản xuất Dung Bình Dương. Kiều Minh Tuấn cũng thừa nhận vì anh đã bị đẩy cảm xúc nên đã có những lời nói khó kiểm soát trong thời gian trước. Sau lời xin lỗi của cặp đôi này thì cũng có nhiều tranh cãi xảy ra. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp như Hoàng Ngọc Hà, Tiến Luật, Anh Đức, Lê Phương đều gửi lời động viên các phượng và mong muốn cô vui vẻ, bình yên. Tuy nhiên trong số những lời bình luận thì nổi bật nhất lại thuộc về Lâm Vĩ Dạ. Nữ diễn viên đăng đàn như sau: người phụ nữ ấy đã lên tiếng cho nên tốt nhất là mấy cái khẩu nghiệp nên câm cái họng lại, ai mà sồn sồn lên là tự nhận khẩu nghiệp nhé. Lời nhắn nhủ của Lâm Vĩ Dạ nhanh chóng thu hút được sự cộng đồng mạng. Cô bị mọi người ném đá dữ dội trên trang cá nhân vì những từ ngữ khá nhạy cảm này. Có thể nói việc cô lên tiếng bình vực đàn chị của mình là hành động đúng, nhưng cách dùng từ thế này lại gây hoạn ngược trở lại cho mình. Kết cục cô phải xóa đi dòng trạng thái đó để tránh mọi chuyện đi xa hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.